cũng gần hết rồi. Chứ bây giờ tôi nói sang vấn đề khác. Có rất nhiều các tờ báo đã đăng về tôi. Tôi nói ví dụ như là báo Nhân Dân, báo Hà Nội, báo Công An Nhân Dân, rồi báo Pháp Luật, rồi báo Khoa Học Đời Sống, rồi báo Thế Giới Trong Ta, báo Tiền Phong, báo Thiếu Niên Tiền Phong, báo An Ninh Nhân Dân, báo Thể Thao Văn Hóa, báo tôi đọc tiếp, báo Thể Thao Văn Hóa rồi nhé, bây giờ đến báo Văn Hóa Thể Thao, xong rồi báo tôi đọc tiếp, báo Đoàn Kết, báo Tuổi Trẻ, báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, tức là cả miền Bắc cả miền Nam ấy, báo Người Lao Động là trong miền Nam, ngoài Bắc thì có báo Lao Động. Tôi đọc tiếp báo Tầm Nhìn Thế Giới, báo Người Hà Nội, rồi báo gì nhỉ, Le Courrier, tức là bài báo này toàn viết về tiếng Pháp thôi. Còn loại báo nữa là báo Toàn Cảnh, báo nữa là loại Việt Nam Net, nhiều lắm, vân vân, tôi không nhớ hết được. Tôi đã đến với nhiều khán thính giả trong cả nước cũng như là một số nước trên thế giới qua báo chí cũng như qua làn sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các kênh hầu như là kênh VTV1, 2, 3, 4, 6, rồi là VTC10, VTC4, rất nhiều, đã làm nhiều chương trình lắm rồi. Trên TV thì có ví dụ như chương trình dành cho người hâm mộ, chương trình Quán Âm Nhạc, chương trình người đương thời, chương trình của An Ninh TV là chủ đề là Chuyện Đời Chuyện Nghề, rồi chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, là Trò Chơi Âm Nhạc, Chuyện Của Tôi, chương trình Chuyện Của Tôi, rồi phim Hà Nội Trong Mắt Ai của đạo diễn Trần Văn Thủy, Xưởng Phim Tài Liệu Trung ương. Cuộc sống hàng ngày của tôi trong vài chục năm qua là dạy học, lớp dạy tại nhà, bởi vì mình không có đi lại được bình thường như người nhìn thấy để đến trường, mà dạy tại nhà với những đối tượng là học sinh, sinh viên các trường đại học cũng như là cán bộ của nhiều cơ quan, và có nhiều người ở tỉnh xa cũng về đại học. Tôi đã làm được 13 CD, trong đó có 11 CD guitar và 2 CD những ca khúc tôi sáng tác và những thời trai trẻ trước đây. Công ty Nghe Nhìn Thăng Long đã mua bản quyền CD của tôi là 6 triệu. Trung tâm Audio Hồ Gươm mua bản quyền của tôi là 3 chiếc, chứ còn 5 chiếc nữa thì chưa bán bản quyền cho ai cả, tự phát hành. Và cách đây khoảng nửa tháng, có một nhạc sĩ sống ở tỉnh Vũng Tàu phía Nam cũng rất yêu mến tiếng đàn Văn Vượng và đã ra ngoài này xin gặp Văn Vượng để đặt hàng. Ông ta có một số ca khúc, ông ta muốn tôi là người sẽ soạn, chuyển soạn từ ca khúc của ông đó, chuyển sang guitar. Ông này tên là Văn Nhĩ, Nhĩ tức là Mộc Nhĩ, Văn Nhĩ.
ông ta sống ở Vũng Tàu, ông ta chỉ thích tiếng đàn guitar Văn Vượng thể hiện thôi, và ông đã đặt hơn 10 ca khúc ông yêu cầu tôi chuyển soạn sang cho đàn guitar, và sẽ đến phòng thu nào mà Văn Vượng yêu thích âm sắc của nó để thu, tất nhiên là Văn Vượng đến đàn, và ông Văn Nhĩ sẽ có nhiệm vụ trả tiền. Bây giờ tôi sang chuyện quan hệ vợ chồng tôi. Nguyện vọng của tôi là muốn có hai đứa con, thì đã được một đứa con trai rồi. Nhưng mà lúc bắt đầu con trai tôi ra đời, chị Tú đã nói ngay với cô là cần phải có một đứa con nữa. Có những cái chuyện vui buồn, chuyện nọ chuyện kia hai anh em nó bàn nhau, hoặc là nó đùa nói chuyện với nhau cho vui. Chỉ nói chuyện với hai ông bà già này có thể là không hợp, tuy thì cái chuyện hợp thôi, nhưng mà có khi anh em nó cũng muốn bàn với nhau chuyện gì đó thì cần phải có anh em. Nhưng mà làm thế nào mà đứa thứ hai là con gái cho nó có nếp có thẻ trong nhà thì càng tốt. Thì cô cứ hứa bao giờ thằng con trai được 4 tuổi thì cô sẽ cho một đứa nữa ra đời, trai hay gái không quan trọng. Thế nhưng lời hứa này đã bị lãng quên. Cô ta nói rằng là thôi, một đứa cố gắng cho nó trưởng thành, còn hai đứa mãi lắm.